Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy Lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về đổi hỗn số ra phân số thập phân. Thì bước đầu tiên mình nói về hỗn số trước, sau đó mình nói về phân số thập phân, sau đó mình chỉ cách chuyển hỗn số qua phân số thập phân. Rồi, mình lấy ví dụ về hỗn số. Ví dụ 3 1 phần 2. Đây được gọi là hỗn số. Vậy hỗn số là gì? Hỗn số gồm có hai phần. Thứ nhất, cái số 3 nằm ở giữa đây, người ta gọi là phần nguyên. Ok chưa? Phần nguyên. Tiếp theo, 1 phần 2 này người ta gọi là phân số. Phân số. Ok chưa? Vậy hỗn số gồm có hai phần, cái số nằm giữa người ta gọi là phần nguyên, còn cái phân số này người ta gọi là phân số. Ok chưa? Khi người ta viết 3 1 phần 2 chính là được hiểu như sau. 3 1 phần 2 được hiểu là 3 cộng cho 1 phần 2. Đây, phần nguyên và phần số. Được chưa? Vậy hỗn số có thể được định nghĩa như sau. Hỗn số chính là phép cộng giữa phần nguyên và phân số, hay là số tự nhiên với phân số. Ok chưa? Đó là hỗn số. Tiếp theo, phân số thập phân. Mình lấy ví dụ như 2 phần 10, 1 phần 100, 3 phần 1000, vân vân và vân vân. Vậy phân số thập phân là phân số mà có mẫu nè là có mẫu là 10 nè, 100 nè, 1000 nè, 10000 nè, vân vân và vân vân. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách đổi một cái hỗn số qua phân số thập phân. Thì bước làm như sau. Thì mình lấy ví dụ luôn đi. Ví dụ về 3 1 phần 2. Thì bước làm, bước 1, Chuyển về phân số. Chuyển hỗn số này về phân số giúp mình. Thì 3 1 phần 2 làm lẹ sẽ lấy nha, lấy phần nguyên nhân mẫu cộng tử là 3 nhân 2 cộng 1 phần mẫu là 2. Vậy bằng bao nhiêu ạ? 3 nhân 2 là 6, 6 cộng 1 là 7 phần 2. Ok chưa? Bước 2 quan sát mẫu. Xem coi gần số nào trong 10, 100, 1000, vân vân và vân vân. Được chưa? Thì 2 gần mấy ạ? Gần 10. Vậy bạn lấy 10 chia 2 ra bao nhiêu ạ? 10 chia 2 được 5. Thì các bạn sẽ lấy cái này. Bước 3 nhân tử mẫu với phần còn thiếu. 2 thì thiếu mấy để ra 10 ạ? Thiếu 5. Vậy các bạn sẽ lấy 7 phần 2 nhân 5 ở tử, thì nhân 5 ở mẫu. Vậy sẽ bằng là 5, 7 nhân 5 30, 3 15. 2 nhân 5 bằng 10. Vậy 3 1 phần 2 sẽ được viết qua phân số thập phân là 35 phần 10. Được chưa ạ?
Tùy những cái hỗn số, có những hỗn số chuyển qua được phân số thập phân nha các bạn, có những phân số, có những hỗn số không chuyển qua được phân số thập phân nha các bạn nhớ kỹ. Rồi mình lấy một ví dụ tiếp theo đi, ví dụ như 2 1/5. Rồi chuyển qua phân số giúp mình, 2 nhân 5 cộng 1 ra 2 nhân 5 cộng 1 phân phần 5. 2 nhân 5 cộng 1 ra 10, 11 phần phần 5. Và quan sát mẫu nó gần bao nhiêu ạ? À? Gần 10. 5 thì muốn thành 10 thì thiếu mấy ạ? À? Thiếu 2. Còn không biết các bạn lấy 10 chia 5 được được 2. Vậy nhân 2 cho nhân tử cho 2 và nhân mẫu cho 2. 11 nhân 2 ra 22, 5 nhân 2 ra 10. Vậy 2 1 phần 5 được chuyển thành phân số thập phân là 22 phần phần 10. Rồi, mình cho tất cả các bạn một bài tập, các bạn giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. 7 1 phần 20 25. Rồi, tính ra phân số thập phân giúp mình. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.